là người đi đầu trong việc trồng bưởi đỏ tiếng vua. Nhiều năm nay, gia đình ông Lương Văn Phương luôn tâm huyết với giống bưởi này làm sao để ra quả ngon và đẹp mắt nhất. Theo ông Phương, giống bưởi đỏ này có những đặc điểm rất khác biệt so với các giống khác. Chính vì vậy, quả của nó tung ra thị trường được ưa chuộng nhiều như vậy. Đặc điểm cái bưởi này của chúng tôi là cái thời gian là chín rất sớm so với các dòng bưởi khác. Hiện tại là nếu trên thị trường cái bưởi đỏ này chúng tôi so với các dòng bưởi trên cả nước thì cái bưởi đỏ này vẫn là chín sớm nhất. Nó sẽ vào trung tuần của cuối tháng 7 âm lịch của mình thì là người dân đây đã có thể là thu hoạch rồi. Đấy là lúc là cái giá trị bưởi ăn. Không chỉ gia đình ông Vương, hiện nay ở thôn Đông Cao có khoảng 40 hộ đang trồng bưởi đỏ với diện tích lớn. Bưởi đỏ Đông Cao có vị chua nhẹ, muối mọng nước, tinh dầu trong vỏ bưởi nhiều nên có mùi hương rất đậm và đặc trưng. Đối với giống bưởi này, khi xanh thì có màu vàng nhưng khi chín sẽ chuyển dần sang màu đỏ từ trong ra ngoài. Giá trung bình một quả bưởi đỏ hiện nay khoảng 80.000 đồng đến 150.000 đồng tùy vào mẫu mã, kích cỡ. Khi bán bưởi ăn ý, thì nó chỉ được khoảng độ 1-20 triệu thôi, nhưng mà khi bán bưởi này, bưởi mà bưởi đỏ để đến Tết này để bán ra thị trường, cung cấp cho thị trường nên là khoảng, nếu mà tôi bán được 1.000 quả là được khoảng 5-60 triệu nữa. Đấy, thế cho nên là riêng cái bưởi đỏ này thôi, của nhà tôi có 15 cây này, là nó vào khoảng 6-70 triệu rồi đấy. Đấy, là riêng có 15 cây bưởi đỏ. Từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch, các hộ gia đình đã tấp nập đóng hàng gửi đi cho khách. Với màu đỏ bắt mắt và bảo quản được lâu, thời điểm này nhiều người đã đặt mua hàng nghìn quả bưởi đỏ Đông Cao để bán dịp Tết Nguyên Đán năm 2024.